Rồi, xin chào mọi nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Máu Tô Huy Trung. Hôm nay bên em hôm nay thì em bán con xe công vụ của em đang đi hàng ngày nha anh em. Đấy, thì rất là nhiều anh em hỏi thì hôm nay em quyết định bán luôn. Đấy, gọi xe khác chơi. Thì con xe này là chính xác của nó là Daewoo Lacity đời 2009 anh em. Daewoo Lacity 2009 xe DX nhập khẩu. Con xe này thì nguyên bản của nó là xe màu bạc, và xe thì nguyên bản của nó sẽ không là có gì hết, nguyên bản của nó là một con xe mộc hoàn toàn. Và em đã mua về và em sơn lại, độ lên rất là nhiều thứ rồi. Thì sau đây em sẽ review, nói sơ anh em một vài chi tiết em độ. Như là phía trước đây là độ led nha anh em, máy một cái hiệu quả hai bi cầu hai bên. Mỗi bên là một bi cầu của GTR nha anh em. Thì ban đêm thì rất là sáng. Đấy, đèn của nó đèn led luôn, đèn auto nha. Đi ban đêm là tự động mở đèn nha. Đấy, đèn rất là sáng, đưa ra một cái ánh sáng rất là cực kỳ là sáng luôn. Này thì ban đêm thì rất là ok. Đấy. Và phía dưới đây thì cũng một bi cầu. Đấy, bi cầu đèn gầm. Cũng của một hãng của Thái Lan. Đấy. Đi ban đêm thì nó bám mặt đường rất là tốt, cũng là led luôn. Hai chế độ và cốt pha. Bi gầm cũng chế độ cốt pha. Hai cái đèn nút áo này là đèn led ban ngày. Lát em sẽ bật lên cho anh em xem. Ở chung dàn đèn thì đi ban đêm rất là sáng. Và xe thì em độ thì bao anh em đăng kiểm bình thường hết, không vấn đề gì. Và phía trước đây là một cái đèn, cũng là đèn chợ sáng nha anh em. Đèn chợ sáng đi ban đêm thì bật lên. Thứ này thì em có công tắc ri, thích bật thì bật thôi. Này độ cho đẹp. Ví dụ đây đấy. Và phía dưới đây có một cái clip nè. Xe thì biển 75 Huế nha anh em. Bao rút hồ sơ cho anh em. Dưới đây có một clip nè. Đấy, clip này là clip độ nè, body clip độ theo xe. Đấy. Và cái phần này là phần hốc gió bên em độ thêm, cũng là độ hốc gió thật luôn. Đấy, có dẫn đường gió ra đàng hoàng. Đấy, ovo bằng carbon nha anh em. Mà ba mang cá này thì trang trí thôi, không vấn đề gì. Bên hông đây thì là led. Đèn của nó là có một cái đèn núm nhỏ xíu à, mà bằng bóng thường ấy, thì bên em đổi thành mang cá led luôn cho nó đẹp. Mâm thì mâm đúc vẫn là mâm đúc giữ nguyên bản theo xe. Đấy, mâm đúc nguyên bản theo xe. Lốp thì là lốp redstone, còn lốp mỏng rất là mâm 17 inch, còn rất là đẹp. Dàn ốc thì bên em cũng thay lại, thay lại thành ốc kiểu cho nó nhọn, nhưng mà nó chỉ nhọn thôi, nhưng mà nó vẫn có cái đầu bằng của nó không có gây sát thương, không có đâm nhọn gì hết, vẫn bình thường. Đấy. Rất là đẹp. Xe thì nước sơn màu xanh lá chuối non. Sơn lại và em đã đổi cà vạt hoàn toàn rồi. Không vấn đề gì nha anh em, không có vấn đề gì hết. Xe thì đăng kiểm bình thường, bên em bao đăng kiểm cho anh em. Vừa ở bên này thì những cái chi tiết này thì bên em dán tem thôi. Cũng đã lên mốt rồi. Mở cửa gập gương. Khóa cửa là cập gương lại. Khóa cửa là cập gương lại. Nói chung nhiều chi tiết em review, chắc video này sẽ hơi dài. Và chế độ làm tự động nâng hạ gương xuống nè, nâng hạ gương xuống khi trời nóng. Đấy, 4 gương sẽ tự động hạ xuống. Ví dụ như khi mà trời nắng á, anh em mà để xe ngoài trời, anh em sẽ hạ xuống cho nhiệt độ bên trong xe nó thoát ra hết, rồi bắt đầu mình lên xe, mình nổ máy lạnh thì nó máy lạnh nó sẽ phát huy hiệu quả nó tốt hơn, nó không làm nực xe và nó không. Còn đây anh em bấm lên, lên là gương tự động lên. Mình có nhiều chế độ mà có thể đi để dưới chân được nha anh em, hoặc là mình có thể độ kho lên hết, hoặc là hạ dưới chân nè. Hạ dưới chân là anh em bấm mở nè, cho nó hạ xuống gỡ, anh em bấm khóa lại là nó lên dưới chân thôi. Đấy. Gương thì mở ra thì gương mở khóa thì gương mở ra, còn khóa cửa lại thì gương cập lại thôi. Đấy, cũng là khóa smart key. Smart key có nút nhấn ở đây. Đấy, nút nhấn này, nút nhấn anh em nhìn để ý em nhấn cái này, nút sẽ khóa lại nè. Gương cập vô. Đấy. Chỉ cần anh em đeo dây khóa bên người thôi. Còn mở thì thường nó sẽ tự động nó mở nè, anh em thấy không? Mở tự động nó mở, không cần mình nhấn khóa cũng được. Khóa cửa thì còn nó sẽ kêu một tiếng tít. Còn phần đèn hậu sau thì bên em cũng lên luôn rồi, làm lên led của mạc. Đấy, led của mạc rất đẹp nha anh em. Led thì cũng khá là nhiều, bộ đèn hậu sau cũng khá là nhiều tiền. Đấy, rất là đẹp anh em không? Hậu thì đi ban đêm nhìn xa tưởng là mạc không ạ. Đèn là đèn auto, bởi vì em trong gara này nó hơi tối nên là nó sẽ tưởng là xe đang ở đậu ban đêm, nó sẽ bật đèn, bấm mốt nó sẽ bật đèn. Nhưng ban ngày thì bấm mốt nó sẽ không bật đèn nha anh em, chỉ có ban đêm thôi. Khóa nó tắt.
bật đèn, bật mở cửa là nó sẽ bật đèn. Cái dòng series nó là vậy. Bộ đèn hậu, cụm đèn hậu của Mac rất là ngầu anh em ha. Và đâu đây, sau đây là một cái cánh gió nè anh em, một cái cánh gió khá là to. Cái cánh gió khá là to bởi vì em muốn xe nó hầm hố hơn, là em lên một cánh gió nó rất là to. Hỏi màu đen này thì là bằng nhựa, nó rất khá là nhẹ, đi lướt gió tạo cho khí đồng học rất là tốt. Dưới đây thì một cái cánh gió nhỏ bằng carbon, su carbon đấy, tăng cái phần thể thao của xe lên. Phần đây thì cũng được mạ carbon lại rồi, phần chrome đây trước nguyên bản nó là chrome, đã mạ chrome, mạ carbon lại rồi. Bốn cảm biến lùi theo xe, lipo sau, lipo sau khá là ngầu này mà, hai cái lip hai bên nữa. Đấy. Cái này cũng là mang cá luôn, mang cá lấy gió thật luôn. Đấy. Nhìn sau bên trong rồi đó. Xe độ bo nốt rồi, cửa cánh chim, rất là nhiều thứ sẽ mở cánh chim anh cho anh em coi. Cửa đang khóa này, mình không cần mình bấm cái khóa gì đâu, chỉ cần mở một cái là mở nó lên thôi. Cửa cánh chim anh em ha, khá là ngầu. Xe thì em đổ khá là tâm huyết, đổ rất là nhiều tiền. Nói thẳng anh em luôn là xe hôm nay em bán 285 triệu. Đấy. Xe em bán dành cho những người đam mê, những người thật sự thích về độ xe, chứ em không bán cho những người mà sợ này, sợ nọ, sợ kia thì em không bán nhá. Đấy. Anh em mà sợ này, sợ nọ, sợ kia, sợ tất cả mọi thứ thì không mua được con xe của em đâu. Đấy. Em nói thật, sợ anh em mà sợ quá không bao giờ mua được con xe của em hết. Bởi vì xe em đang đi, em đang chơi bình thường, không vấn đề lỗi lầm gì hết. Đấy, độ lên rất nhiều. Đăng kiểm, anh em bao đăng kiểm cho anh em, đăng kiểm không được trả xe về lại em thu lại. Đấy á. Còn đăng kiểm em mới đăng kiểm xong, bình thường, không vấn đề gì hết nha. Em không có vi phạm gì về thiết kế hết. Chỉ có anh em đăng kiểm là anh em phải tháo cánh gió ra. Tháo bốn ốc đây. Bốn con ốc đây, một con, hai con, ba con, bốn con, tháo ra là mình đăng kiểm bình thường. Còn cửa là em bình thường hết, cửa anh em chỉ cần đóng lại cho nó chụp hình là xong. Và cái nắp xăng này cũng em cũng rất là chỉnh chu. Em nắp xăng thường thường của CD nó sẽ là chrome, không là nó bình thường thôi. Ốp chrome, nhưng mà ốp là ốp chrome titan nha anh em. Đấy, cái này em phải đặt nước ngoài về, nó sẽ mắc hơn cái kia 2 gấp 3 lần. Mắc hơn cái chrome sánh gấp 2 gấp 3 lần. Đấy, cái này thì hai con ốc của GDM dành cho những người mà độ xe GDM, người ta sẽ độ vào sẽ rất là đẹp. Những cái phần này cũng vậy, những cái phần mà cái phần ốp của cánh cửa nè, ốp cánh cửa nè, nguyên của nó là không có gì hết á. Em mua cái này là mình những cái miếng chrome khói đây. Đấy. Mua về mình ốp vào hết. Đấy. Nhưng nguyên bản của xe là không có gì hết nha. Những cái này mua rất là chi tiết, rất là nhỏ nhưng mà tiền rất là nhiều. Phía trên đây cũng có một cái cánh gió, đây là cánh gió nóc của nó. Nó cũng dẫn cho độ khí đồng học, nó có một cái khe hở để cho dẫn gió xuống, tạo khí đồng học của xe và nó thể thao hơn. Đấy. Còn xe thì bên em vừa mới sơn lại, xe chỉ cũng vừa độ tầm 2-3 tháng thôi. Đấy. Xe vừa độ chỉ tầm 2-3 tháng thôi à, nên là đồ đạc nó còn mới hết. Còn em bán thì 285 triệu bao gồm hết tất cả những gì em độ cho anh em luôn. Đấy. Cửa cánh chim là tất cả mọi thứ cho em độ là cho anh em hết. Phía dưới đây làm trong đây là một cái body kit nè, cái lip on, cái body kit ốp này là gọi là sườn, ốp sườn hông nè, ốp này rồi em còn mua thêm một cái ốp dưới này nè, ốp đen này nè, một cái lườn này nè, là tạo cái độ gầm của xe nó hơi thấp xuống, nhìn nó khá là thể thao. Ốp này là ốp titan, hai ốc titan bất kiểu, nó khá là đẹp. Đấy. Xe thì cửa cánh chim mang cái giả nè, rồi cái này là xi nhan led đó, rất khá là nhiều đồ. Đấy, phía trước đây thì một kho số đồ này thì có thể mở ra, anh em không thích thì có thể tháo ra, còn em thích thì em đổ thôi, mỗi người mỗi ý mà. Đấy. Em cũng muốn xe nó hầm hố hơn, em làm rất là nhiều thứ, mỗi người mỗi ý. Còn em bán xe em là 285 triệu. Còn anh em nào thích, đam mê, thích với xe này thì liên hệ em, 285 triệu thôi, bao hồ sơ cho anh em. Còn những anh em nào mà không thích hoặc là thì thôi, không sao. Hoặc là những anh em nào mà sợ quá thì họ không mua được con xe của em đâu. Chỉ có những người thật sự đam mê thôi không mua được xe của em thôi. Rồi vào nội thất, sau đây thì mình vào nội thất. Nội thất thì đây, bên trong nội thất đây á,
em đóng cửa lại. Bên trong nội thất đây thì em chơi một cái led. Ban đêm nó sẽ là màu xanh. Màu xanh giống với lại màu xanh của xe đây, màu xanh giống màu xanh này. Rất là sáng luôn. Đây, anh em nhìn này. Anh em nhìn nó sẽ hiện lên một cái mà đó. Ban đêm nó sẽ rất là đẹp. Ban ngày thì nó không thấy đâu. Ban đêm rất là đẹp. Còn cái này là ốp. Ốp nội thất. Đấy, ốp nội thất nhôm xước rất là đẹp nha anh em. Em cũng ốp hết vô luôn. Này là ốp chrome nè. Đấy. Ốp chrome tay cầm cửa bên trong đây nè. Rất là nhiều thứ lặt vặt nhỏ nhỏ nhưng mà nó tạo lên xe nó rất là đẹp. Đấy. Cũng như ốp cộng đèn nè, ốp lại nhìn nó đẹp hơn. Đấy. Bộ on off có thể bật tắt được, cái này cũng ốp lại này. Đấy. Nó được nhìn nó rất là đẹp hơn, nó rất là sang trọng hơn anh em ạ. Còn những cái ốp nhỏ như thế này. Những cái phần đèn ở trong đây. Đấy. Đèn cốc để ly. Ốp phanh tay cũng rất là đẹp. Nhiều thứ nó tạo lên một cái siêu phẩm. Đấy. Cũng như là cái phần cái miếng nhựa như này, miếng này là ốp này thêm nó đẹp hơn. Trong đây thì có một cái miếng chrome để dành cho cái nấm mỡ nè, cái nấm mỡ của cái cốp này cũng ốp vô luôn. Chứ nguyên bản là không có. Rất là nhiều thứ mình phải làm thêm. Vô lăng này. Vô lăng này thì nó cũng khá là trùng bộ, nó khá là đồng bộ. Đồng bộ với lại cái gối tựa đầu và cái bọc dây an toàn. Cái nấm này thì em mua về. Đấy, này là bọc ưu tiên, không vấn đề gì. Nói chung là rất là nhiều thứ. Đề start tốt, nhấn chạm nổ một đề. Cái này nguyên bản theo xe. Đấy. Này trên đây thì một cái đèn bolit để bật tắt được này. Anh em nhìn kỹ cho thấy này. Này thì mình chỉ cho vui thôi, không vấn đề gì. Hộp để đồ đây. Dàn âm thanh này thì bốn loa này là không phải còn loa nguyên bản nữa rồi. Loa này thì em loa thay loa xịn JBL hết rồi, bốn cánh loa cánh em thay hết rồi. Đấy, thay loa xịn vô hết rồi, không còn loa nguyên bản nữa nên là âm thanh nó đưa ra nó rất là hay. Và cái này em định lên màn hình nhưng mà em rất là thích cái màn hình nguyên bản, bởi vì màn hình nguyên bản nó sẽ đưa ra cái âm thanh nó hay hơn những cái màn hình Android rất là nhiều, nên là em sẽ giữ lại màn hình nguyên bản. Màn hình nguyên bản này thì nó cũng cho mình rất là nhiều thứ như là AUX nè, có thể kết nối AUX, CD, USB, Bluetooth, đĩa, rất là nhiều thứ, cũng không thuê thiếu gì, không thua gì cái đầu màn hình Android hết, nên chỉ không có định vị, không có màn hình thôi. Nhưng mà nó đưa ra âm thanh sẽ hay hơn. Âm thanh thì rất là hay. Âm thanh nó đưa ra khá là hay anh em ạ. Cuộc sống có tốt không có khỏe hơn. Chẳng hỏi anh về đây, chẳng hỏi thăm thế sao. Một câu quan tâm nào thấy đâu. Anh để anh, quên để anh. Âm thanh đưa ra rất là hay nha anh em. Như là mở vôi on off cho anh em nghe nè. Gương kính trên điện hoạt động bình thường đó nha. Đấy. On on. Em bật on lên nha anh em. On lên nè. Đấy, còn tắt này, tắt ốp nha. Ốp thì nó không nghe gì hết á. Bô này thì em độ thương rất là trầm ống lắm, đạp lên rất là trầm, nghe rất là lực xe. Đấy. Cửa cánh chim rồi rồi đầy đủ hết nha anh em. Cửa sổ trời nè. Đấy. Dỡ lên nè. Xe này thì chỉ có 285 triệu thôi, dành cho những anh em nào đam mê. Cửa sổ trời hoạt động bình thường hết nha. Đấy. Cửa sổ trời auto luôn, có cả cái chống kẹt này nguyên bản theo xe. Đấy. Chắn nắng nè. Còn mới hết anh em à. Và trước khi em chọn một con xe để em độ thì nó phải đủ nhiều yếu tố thì mình mới độ được, chứ không phải mình chọn một con xe mà nó trời ơi hay là nó tào lao thì mình độ, thì nó rất là phí cái công mình độ và nó rất là tốn tiền. Ví dụ như em chọn một con xe lỗi đi thì độ nó rất là phí công.
con xe này nó phải đặt đủ yếu tố thì em mới độ nha anh em. Đấy, nó độ yếu tố nhất là an toàn nè, những cái yếu tố không đâm đụng, không ngập nước nè, những yếu tố xe nó còn nguyên bản nhiều nè. Đấy, và xe nó phải, máy móc nó phải ok thì mình mới độ lên. Chứ anh em độ mà độ đẹp giữa chừng mà máy nó hư thì rất là tốn tiền, rất là phiền phức. Nên là xe mà nó phải đầy đủ yếu tố, nó phải lành thì mình mới độ. Đấy, đây là quan điểm của em. Xăng còn 272, vẫn báo đầy đủ chính xác hết, đồng hồ vẫn còn ok, chỉnh sáng tối, đèn auto vẫn còn hoạt động bình thường hết, không có vấn đề lỗi lầm gì hết nha. Mình xe thì em độ hơi nổi tí, nhưng mà khi mà anh em đi ra đường á, nó sẽ rất là gây sự chú ý với những người mà đi đường xung quanh. Đấy, mục đích của em là vậy. Hai la chép nè, còn bốn la cánh là em thay lại hết rồi, thay lại lơ xịn hết rồi. Xe này thì là em rất là gây sự chú ý. Đấy, những cái tấm bi cửa anh em thấy không, đèn nè, đấy, trong loa này, đấy, đèn nội thất đèn đêm rất là đẹp luôn. Xe về thì anh em với công việc sử dụng đi ngay thôi, không làm gì thêm hết nha. Rất là ok luôn đó. À, với đèn nội thất thì còn đầy đủ hết, không thiếu gì hết. À, như đây là hai cái đèn này, hai cái đèn này, đèn này là đèn bệ bước chân, không còn hoạt động tốt hết này mà. Đèn đây, đèn gầm dưới chân này, đấy, nó sẽ đổi màu nè. Đấy, đổi màu mình thấy có thể chỉnh mốt đổi màu theo nhạc hoặc là những cái vấn đề khác. Đây là bệ tì tay chụp tới được, đấy, bệ tì tay. Trong đây thì có cổng sạc đầy đủ hết. Nói chung là xe không thiếu gì hết, chỉ có 285 triệu thôi. Dành cho những anh em là thật sự đam mê. Đấy. Xe thì rất là ok, sạch sẽ hết á, không vấn đề lỗi lầm gì hết. Anh em mà mua về chỉ có việc là đi ngay thôi. Đấy. Đi miếng ngót sàn là bằng nỉ nha, nguyên bản của xe luôn á. Nội thất là nội thất ghế da nguyên bản hết nè. Xin theo xe hoàn toàn. Đấy, xe thì hiện tại không vấn đề gì. Những cái ốp này rất là bóng bẩy, rất là đẹp luôn đấy. Còn ru này, đấy, thấy không? Rất là đẹp nha. Những cái led này ban đêm hiện lên rất là sáng, rất là đẹp luôn. Những cái chốt này thì em cũng đã thay bằng chrome hết rồi. Đấy, rất là đẹp, tạo cái độ sang trọng của xe hơn. Và xe thì bên em cam kết là không đâm đụng, chắc chắn là không đâm đụng và không ngập nước. Chỉ cần một anh em vào phát hiện đâm đụng ngập nước thôi, bên em hoàn lại tiền và trả lại xe. Còn xe thì bên em cam kết bên em là bao đăng kiểm cho anh em bình thường, không vấn đề gì hết. Xin mở hết đèn lên cho anh em xem. Bao đăng kiểm cho anh em bình thường hết, không vấn đề gì. Lết hậu pin rất là đẹp. Ủa, ngồi xe đi, đợi xíu. Lốp sơ cua rồi đây, còn sạch sẽ hết nè. Đấy, ngồi lên xe đi. Lốp sơ cua đội đầy đủ, có đầy đủ hết nha anh em. Đấy, nỉ rất là mới. Xe cảm biến đùi vẫn còn hoạt động bình thường. Còn anh em về thì thích lắp thêm căm dê. Đấy, em đổi logo rồi. Và xe đăng kiểm bình thường, bao đăng kiểm cho anh em. Còn anh em nào mà sợ đăng kiểm không được thì không bao giờ mua xe của em được hết. Bật xi nhan phải đi. Xi nhan phải. Nhanh là đẹp đấy, chạy rất đẹp. Phía trên trần kia cũng có xi nhanh chạy. Trái đi. Đấy, dầm phanh đi. Đấy, anh em nhìn phanh thả ra. Dầm phanh bật cô tiên. Đấy, anh em thấy dàn đèn hậu không, rất là đẹp luôn. Rồi đêm đó, xuống xe đi. Đấy, còn gầm bệ khỏi phải bàn. Gầm bệ thì em coi kỹ rồi, trước khi em độ một con xe gì phải coi kỹ. Lên bật bô này con này. Gầm bệ này còn rất là đẹp, rất chi là đẹp luôn. Anh em nhìn ở ngoài rất là đẹp nha, không thể chê gầm này được. Đấy, đập mạnh lên. Ok.
xe này thì rất khá là ok rồi. Thôi tắt vô đi, tắt vô đi. Nội thất đây, nội thất là cái dao nguyên bản theo xe hết nha anh em. Đấy, xe này thì bên em tự em mua về em độ chứ không có ai chủ nào độ hết á. Trước nó là màu bạc. Ru này rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất. Ghế dao nguyên bản hết. Cửa cánh chim thì cũng mở ra mở vô khá là dễ dàng. Nó tạo độ thẩm mỹ và độ gây sự chú ý hơn. Xe này thì dành cho những anh em nào mua về mình có thương hiệu quảng bá thì hoặc là chạy xe cô dâu thì rất ok. Đấy. Mở máy đi, mở capo đi. Máy móc thì êm lắm, rất là êm. Đèn đốt đầy đủ hết nè. Cái bật đèn gầm à, nhấn vô cái nút đèn á. Rồi ok. Đèn gầm đây nè, rất là sáng luôn nha. Lết ban ngày, tắt xi nhanh đi, tắt ưu tiên đi. Xe thì chỉ có 285 triệu thôi. Anh em mình mua về chỉ có việc là sử dụng đi ngay, mở capo đi. Còn xe thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em khám tháng 9 năm 2021. Khám thì còn khá là dài, bao đăng kiểm cho anh em. Đấy. Anh em nào đăng kiểm không được trả lại xe cho anh em. Đăng kiểm bình thường đó nha. Máy móc thì đi nó hơi dơ một tí, trước nó rửa rồi nhưng mà đi biết nó dơ. Đèn nè, đấy. Ba lát của đèn. Đấy, máy gì hơi dơ thôi, không vấn đề gì nha anh em. Nước là nước nước mát là mát xịn luôn. Đấy, nhớ em vừa thay nhớ một số có thay hết rồi. Nói chung xe bên em cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Chỉ cần anh em vào phát hiện đâm đụng ngập nước, bên em biếu tặng xe miễn phí một cho anh em luôn. Đấy, anh em nào muốn có xe đi Tết miễn phí thì cứ vào đây mà nếu như anh em phát hiện ngập nước, đâm đụng ngập nước. Đấy, cái dây xanh này thì là cái dây dẫn ống hơi xuống bô. Ôi. Một con xe mà độ đẹp như thế này mà chỉ có 285 triệu thôi thì sự anh em là trên thị trường rất là ít có nha. Đấy, độ cửa cánh chim rất là đẹp như thế này, bô rất là lực, âm thanh hay, nói chung là mọi thứ sẵn sàng đủ hết, hội tụ với trong 285 triệu thôi. Đấy, vô lăng tay lái nhẹ cực kỳ nhẹ luôn, khóa smart key để start tốt. Xe rất là ok mà chỉ có 285 triệu thôi, thực sự anh em là quá là ok đi. Đấy. Gương cục điện theo xe luôn đấy. Gương kính chỉnh điện hoạt động bình thường hết. Nói chung là rất là nhiều đồ chơi. Đấy. Cửa sổ trời nè. Nói chung là rất là ok. Anh em mình mua về chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi, không phải làm gì thêm nữa nha. Chỉ có 285 triệu thôi, bao hồ sơ cho anh em. Còn anh em mà về không đăng kiểm không được, trả lại xe cho em. Mình em bao đăng kiểm hết á. Đăng kiểm bình thường hết, không vấn đề lỗi lầm gì hết. Cửa nó đóng rất là êm. Phía trước đây thì những cái hốc này là cái gánh gió tạo khí đồng học, lướt gió cho xe. Xe thì hiện tại rất ok. Anh em mà sợ hoặc là sợ những cái gì, sợ nhiều thiếu thì không mua xe của em được đâu. Đấy. Mình chơi xe, mình độ xe rồi không có phải sợ gì hết. Xe thì mình ăn bên em đăng kiểm bình thường, khóa smart key nè. Đấy, khóa lại thấy không? Gương gặp vô. Một con xe mà quá là chất, quá là lạ như thế này, 285 triệu thôi. Anh em nào thật sự thích đam mê, thích xe này thì liên hệ với em. Còn những anh em nào mà sợ đăng kiểm không được, sợ hao xăng, sợ hỏng vặt, sợ hư này nọ, sợ đi đường công an bắt thì không bao giờ mà mua xe của em được hết. Xe này nói thật với anh em luôn, biển 35 Huế, em là người Quảng Nam nhưng mà em đi biển 35 Huế bình thường hết. Đấy, em chạy từ Nam chí Bắc đi mua xe này nọ bình thường hết, công an đâu có làm gì em đâu. Khi nào mà em chạy quá tốc độ, em vượt đèn đỏ hoặc là em không thắt dây an toàn, chuyển làn không xi nhanh hay là bất cứ cái gì đó lạng lách đánh võng thì người ta mới quất mình vô. Chứ tự nhiên không mình không có sai gì, hoặc là mình uống bia uống rượu mình đi xe thì người ta mới quất mình vô. Chứ tự nhiên không mình không làm gì hết người ta bắt mình vô, người ta bắt mình à, đúng không anh em? Phải sai cái gì đó thì người ta mới bắt. Chứ còn em thì bên em đúng hoàn toàn, bảo hiểm đăng kiểm đầy đủ, giấy tờ bằng lái xe có đầy đủ thì làm gì mà công an người ta phạt mình phải sai, phải có lỗi thì người ta mới bắt. Chứ em người Quảng Nam em đi xe biển 75 Huế, xe đổi thế này em đi từ Nam chí Bắc đi mua xe không vấn đề gì, mất gì anh em phải sợ, đúng không? Đấy, anh em nào thật sự thích con xe này thì liên hệ với em. 285 triệu thôi, bao hồ sơ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.